bạn. Hôm nay mình cuối tuần á, mình đi ra biển mình chơi á. Cái biển này là biển Altoona của thành phố Melbourne. Mọi ở đây á, thì có rất là nhiều bãi biển, nhưng mà hôm nay mình đến một cái bãi biển mới, mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Đây là cái bãi biển mình đi sáng sớm nè. Mình thấy có nhiều người đi ra đem những cái tấm ván ra ngoài kia, họ nằm hả cô? Họ làm gì ngoài đó kìa? Họ chơi ở đây nè. Mình thấy đằng kia xa xa nó có một cái cầu để đi ra biển chơi á. Bây giờ mình sẽ đi lại đằng đó xem ha. Hôm nay sáng sớm giờ này thì nhiệt độ chỉ có 19 độ và nó hơi lạnh lạnh, mát mát ha. Cũng thích hợp mình đi dạo, mình không có bị mệt. Ôi đây là cái hàng thông nè, trồng dọc theo bờ biển. Ôi cái này người ta làm gì, người ta bơi ra ngoài đó ta. Ôi mình thấy. Cái chỗ này là người ta cho mình mướn đây nè. Mấy người đó là họ tập ra ngoài đó tập đứng lên mấy cái tấm ván này để chơi ha. Cuối tuần không có ồn ào. Ba cha con đi ngoài trước nè. Những cái người mà họ tập chơi ha, họ bơi bơi nè, có người chính giữa họ hướng dẫn cho làm á. Hai đứa nó ra đó nó chơi à. Cát không à. Trời ơi, cát kia mà lúng dữ vậy. Mình thấy có nguyên một bầy chim đằng kia. Mình đi lại. Mấy em chim ơi. Đây là những em chim mình đã đi ra gần. Đã đi dạo con chim. Em đi nó kẹo con chim. Đó, nó đang đi lại nè. Em đi nó lùa mấy con chim đi nè. Nó tối đi rồi nè. Sao con đuổi nó vậy? Nó đang phơi nắng mà. Mình đi tới đây họ có trải cái miếng lưới cho mình đi, cho mình không có bị lúng nè. Bây giờ mình đi vô. Cát đầy giò rồi. Cuối tuần bây giờ này nó vắng quá trời vắng á. Ôi con gái nó chạy lại ban kìa. Đây Altoona.
chỗ này để lặn. Thấy bên kia họ có mấy cái nhà đẹp đẹp nè, đủ màu hả. Sáng sớm người ta chạy xe đạp đó, dọc bờ biển. Ôi, đằng lặn có một con chó, chú chó đẹp kìa. Đây à, tinh nạp ấy. Đó, chú chó dài dài nho nhỏ nè. Em chó dễ thương nè. Trời, em chó ú quá. Đây là trung tâm ha. Bây giờ mình sẽ đi ra cái cầu. Đây là cái cầu ra biển. Người ta cho mấy con chim ăn kìa. Tắm bên đó. Quá nhiều kìa, người ta làm cho ăn nè. Ôi, có người ta đang cho mấy con chim hải âu ăn. Oa, đẹp quá. Ở đây mấy em chim nhiều nó. Mấy em xuống nước rồi nè. Đậu trắng nữa nè. Thì một em chim. Cú 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 cú. Hi 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 hi. Chạy 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 chạy. Sợ rồi. Đây, mấy em đây. Sợ không, sợ không? Sợ rồi. Đó, bây giờ mình đi ra. Cái cầu này đẹp quá. Chỗ này mình đi. Mình đi câu cá được nè. Hôm nào mình sẽ đi ra đây mình kiếm chỗ mình câu cá. Ô, nước ở đây nó cạn quá ha. Mấy em chim. Xa xa cũng có người à. Ôi, đi xa xa mấy cha con qua trước kìa. Nó người ta đứng tập đứng à. Tập đứng lên cái miếng dán à. Bơ bơ đằng kia. Hello. 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 Giờ này mình đi ra ngoài cây cầu. Hôm nay nó rất là mát ha. Sáng sớm, nắng sớm á. Nó dịu dịu trong người. Mình đi ra ngoài này á, mình thấy người ta đứng, người ta câu quá trời nè. Chắc có cá nhiều hay sao á. Ở mình đi lại gần ha. Họ đứng ở câu nè. Bên kia cũng có người để cái ghế, họ ngồi họ câu nữa kìa. Ồ, có cái thùng không biết có cá không. Ở đây hả? Vậy là cá hương đúng không? Cá hương. Ông này ông câu lượt tấm cầu. Tắm ở đây thì cho nó tắm nước ngọt. Cái cầu. Mình đem cần câu ra đây mình câu được nè chồng. Biển rất là yên lặng ha, không có sóng, không có sóng. Chim chết nè, mà sò nè, quá trời nó đâu, quá trời đen luôn nè. Nhiều lắm, nhiều lắm. Bên đây nữa. Đó. Nó nhiều quá trời nhiều luôn mà nó nhỏ quá. Đi qua bên đây. Đó, nó luôn nghẹt hết trơn à. Những cái góc cái cầu nè. Nó luôn nghẹt hết trơn à. Đó. Quá trời nhiều luôn nè. Mình mở gần lên nè. Quá trời nhiều luôn. Ở ngoài đó quá trời nhiều luôn.
Ừ, bên đây nó nhiều nè. Đây là CV. CV luôn. Bên kia nữa kìa. Rất là nhiều. Oh girl. Wow. Oh, người ta câu cá. Trời ta đang vào nhỏ nè, không quá. Nó những người câu cá đây nè. Họ đến đây họ chơi nữa nè. Mấy em chim. Ồ, mình thích mua sổ dưới này quá trời luôn ha. Nhiều quá cho nhiều. Mà không ai bắt hết. Họ đi ra ngoài này. Họ thả họ lên bền trên mặt biển như thế này nè. À, hưởng thụ cảm giác ha. Họ bị nổi, họ không có chìm á. Cuối tuần ra biển nằm thả vui vui. Chỗ ai không biết tưởng tàu bánh bánh nổi trên mặt nước. Bây giờ mình chơi xong rồi, bây giờ mình sẽ đi vô trong bờ. Rồi mình sẽ đi dọc lại đằng kia, mình coi có những gì ở đây. Đi vô trong bờ, mình thấy mấy bạn trẻ đang chơi bóng dưới bãi biển. Có nhiều người ngồi ở đây. Bên kia có một công viên ha. Đang chụp, đang quay phim. Con cá nè. Bên đây là con mực. À, con mực và bên đây là con ốc. Hả? Bên kia nó có cái công viên. Bây giờ mình đi qua bên đó. Xe sẽ ngừng lại cho mình đi qua. Rồi mình đi qua đây. Có một chỗ cho các bé chơi à. Mấy cái thông to. Rất là to. Ở đây cuối tuần người ta dẫn con người ta ra công viên ta chơi như thế này nè. Ngoài công viên, ngoài bãi biển. Những em bé chơi đằng cầu tuột ha. Dạ. Trời nó leo nè. Vy, chụp hình nè Vy, thấy nè, nè, nè. Ra đây, ngồi đó cả, ngồi xuống, để giò xuống. Thọt vô đây. Để giò xích ra ngoài. Dính ha, dính hai tay hai cây. Rồi, nè. Rồi. Rồi anh chàng. Anh chàng mập leo nè. Nè được không? Ồ, cũng được. Vui không Vy? À này có nhiều trò chơi á. Biết làm không? Vy biết làm qua không? Không biết đu hả? Không không được hả? Ồ. Ồ. Không nổi luôn. Này á, có một cái cây thật là to như thế này nè, rất là to luôn á, à, không biết bao nhiêu người ôm nó giáp ha, cái rễ nó ra tuốt rồi này nè, anh trai kia chụp hình nè, à, quá trời to luôn, nó nằm sát mấy đường luôn nè, bên kia là súp khâu. Ồ, bự quá bự luôn. Đó, bên kia là công viên hồi nãy mình đi qua á.